Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2020, giải Điền Kinh vô địch quốc gia năm 2020 tiếp tục diễn ra nhiều nội dung chung kết. Đáng chú ý nhất phải kể đến đó chính là nội dung 100m nam, khi Ngân Ngọc Nghĩa không chỉ giành huy chương vàng mà còn phá kỷ lục quốc gia. Vận động viên của đoàn Công an Nhân dân cán đích với thời gian là 10 giây 40, xác lập kỷ lục quốc gia mới khi vượt qua kỷ lục cũ là 10 giây 47 do chính mình lập được tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2018. Thành tích 10 giây 40 đã mang tới hy vọng có huy chương ở SEA Games 31 năm tới, khi cao hơn thành tích giành huy chương bạc 100m nam ở SEA Games 30 năm ngoái của Rutanapon Sowan với 10 giây 49. Đây là kỷ lục quốc gia đầu tiên của giải Điền Kinh vô địch quốc gia năm nay, đồng thời cũng là thành tích mang về giải thưởng 20 triệu đồng cho kỷ lục gia Ngân Ngọc Nghĩa. Chàng trai sinh năm 1999 sẽ tiếp tục tham dự nội dung 200m nam vào sáng ngày 14 tháng 11 năm 2020 và vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho tấm huy chương vàng. Giành huy chương bạc ở nội dung 100m nam vào chiều nay là Trịnh Việt Tú của đoàn quân đội với thời gian là 10 giây 733. Trong khi đó, Nguyễn Bá Kiên của đoàn Hà Nội đoạt huy chương đồng. Đây là một vận động viên trẻ đầy tiềm năng khi năm nay mới chỉ 17 tuổi.